Thank you. Và quý vị vỗ tay thật lớn. Có lẽ Nhật Bình không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì không những anh đẹp trai, trẻ mà lần đầu tiên được hát chung với anh, đó là niềm vui cũng như là gọi là kỷ niệm hạnh phúc của Như Quỳnh. Một tràng vỗ tay thật lớn cho tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Thái Châu xin trân trọng kính chào quý vị và xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có mặt trong đêm nay luôn được nhiều sức khỏe và luôn được thành công trong đời sống. Xin cảm ơn. Hôm nay em định hát bài gì với anh đây? Mình khoan giới thiệu anh ha. Bây giờ anh vào bài hát nào thì em sẽ theo anh bài hát đó. Chắc không giới thiệu nha, không giới thiệu quý vị nha. Tại vì anh hai anh em là giữ bí mật, coi như là hồn ai nấy giữ. Bây giờ anh Thái Châu sẽ hát trước, rồi Như Quỳnh sẽ hát tiếp theo lời của anh nha. Hồn ai nấy giữ mà nay hay hát ha. Quý vị nghe nha. Anh sẽ vì em làm thư tình anh sẽ gom mấy kín hình lưu đài đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tố trời cao thành vương miệng sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười của quân phương mới. Thì đầu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai nó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận hồn. Chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ai đón hai đứa chúng ta và thôi. Sao cười vậy? Sao cười vậy? Cười vì anh đẹp trai quá, hơi Như Quỳnh hơi khó chịu, nhìn vô thẳng mắt anh hát không có được cho nên hơi nhìn. Trên trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đỗ sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngày năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa.
giữa chúng ta mà thôi. Chuyện tình chưa nghe lừa dối, người hẹn hò chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Chỉ hai đứa thôi nhé. Mà thôi. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị Thành Thái Châu. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Thái Châu.